Xin chào, đã quay trở lại với FBI Channel, lại là mình đây, Hùng 20 sang đây. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 và mình sẽ mang đến cho anh em một cái thông tin cực kỳ nóng hổi trong thời gian ngắn trở lại đây. Trên Facebook, trên Zalo, rồi trên YouTube đã bàn tán rất là nhiều về cái chủ đề này. Đó chính là Vsmart đã chính thức công bố cái sản phẩm Vsmart 5G mới của hãng. Nó sẽ có tên là Vsmart Iris và toàn bộ những thông tin liên quan đến cấu hình, công nghệ cũng như là những gì đang có trên cái sản phẩm Vsmart Iris này. Và nếu bạn nào chưa biết về cái sản phẩm Vsmart Iris thì bây giờ các bạn cùng mình tìm hiểu về chiếc smartphone này nhá. Và trước khi tìm hiểu chi tiết hơn về chiếc Vsmart Iris thì nếu bạn nào quan tâm cũng như đang muốn mua cho mình những sản phẩm Vsmart và tương lai là Vsmart Iris thì có thể tham khảo ngay tại Diệu Việt để có được mức giá tốt nhất nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Rồi, chiếc điện thoại 5G mới của nhà Vsmart như mình đã nói không phải tên Lux, không phải tên Super Lux mà nó sẽ có tên là Vsmart Iris. Thì với cái từ Iris thì mình cũng chưa biết rằng là nó sẽ có ý nghĩa là gì. Mình phải đợi những cái thông tin chính thức từ nhà Vsmart thì mới biết được cái ý nghĩa của chữ Iris các bạn ạ. Và đây là một chiếc máy hỗ trợ 5G và chúng ta sẽ có một chiếc máy có thiết kế tương đối là đẹp các bạn ạ. Thì ở đây mình sẽ có một cái số hình ảnh leak ra từ cái sản phẩm Vsmart Iris cho bạn xem. Thì theo mình thấy rằng là về cái phần thiết kế của tổng thể của cái sản phẩm Vsmart Iris này thì nó gần như là tương tự so với những sản phẩm tầm trung giá rẻ trong cái phân khúc giá tầm 4 đến 8 triệu bây giờ, tương tự so với một số dòng điện thoại đến từ nhà Xiaomi. Đây là một chiếc máy có thiết kế màn hình giọt nước nhé các bạn. Như vậy là nó sẽ chưa được cao cấp cho lắm. Nếu như mà Vsmart tích hợp một cái màn hình nốt ruồi vào hay là một cái màn full viền thì đây là một cái điều thực sự là tuyệt vời. Còn nói về tần số quét màn hình thì thực sự là Vsmart Iris chúng ta vẫn chưa có thông tin về cái tần số quét màn hình. Tuy nhiên mình nghĩ rằng là với sản phẩm Vsmart Iris thì cái tần số quét màn hình của nó chỉ dừng lại ở cái mức là 60Hz mà thôi. Tại vì nếu như Vsmart tích hợp một cái màn hình tần số quét cao vào thì chắc chắn là hãng đã công bố để tạo ra cái điểm nhấn trong cái phần cấu hình của máy rồi. Ngoài ra thì cái màn hình này nó sẽ có kích thước tầm 6.4 inch và cái độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus đi kèm với tấm nền là Super AMOLED cùng với cảm biến vân tay nhúng bên trong màn hình nhá. Nhìn chung thì tấm nền này thì nó sẽ tương tự so với sản phẩm Vsmart Lite. Và về phần cảm biến vân tay thì mình nghĩ rằng là với phiên bản Iris 5G nó sẽ nhanh hơn một tẹo do cấu hình tốt hơn cũng như là sẽ có những công nghệ mới hơn trong năm 2020. Với sản phẩm Vsmart Iris này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ có 3 phiên bản màu sắc. Hiện tại thì phiên bản các bạn nhìn thấy trên màn hình là phiên bản màu hơi titan và hơi xanh xanh nhẹ. Không biết ra ngoài đời và khi chúng ta cầm nắm trên tay thì nó sẽ có màu như thế nào. Ngoài ra đương nhiên nó sẽ có phiên bản màu đen cũng như phiên bản màu trắng rất quen thuộc với mọi điện thoại của nhà Vsmart rồi. Ở mặt sau thì các bạn thấy rằng là với sản phẩm Vsmart Iris chúng ta sẽ được trang bị bộ 3 camera thay vì bộ 4 camera hay 5 camera như một số thương hiệu khác. Mình thấy rằng là 3 camera là đủ rồi, chúng ta không cần phải 4 camera hay 5 camera làm gì. 3 camera nó rất là thực dụng. Camera chính bao gồm một cái cảm biến 48 chấm này, camera góc rộng gần 8 chấm và một cái camera 2 chấm. Mình chưa rõ đây là camera hỗ trợ chụp ảnh xóa phông, camera tele hay là camera chụp ảnh macro nữa các bạn ạ. Chúng ta phải đợi thông tin để có được những cái nhìn chi tiết nhất nhá. Ở bên dưới camera thì bạn sẽ có cho mình cái vị trí logo Vsmart rất đẹp này. Và bên dưới thì bạn sẽ có logo của Vsmart và biểu tượng 5G. Vì đây là một chiếc máy hỗ trợ 5G. Ngoài bộ 3 camera thì với sản phẩm Vsmart Iris thì nó sẽ còn được trang bị cho mình một cái camera selfie là 20 chấm. Thì mình thấy rằng là camera selfie với cái độ phân giải cao như này thì nó sẽ giúp chúng ta thu được chất lượng hình ảnh nó tốt hơn. Còn về chất lượng của nó sẽ như thế nào thì chúng ta phải chờ đợi sản phẩm trên tay, cũng như là mình sẽ chụp ảnh và làm những cái video test với sản phẩm Vsmart Iris này. Nhìn chung thì thiết kế của cái sản phẩm Vsmart Iris này theo như những hình ảnh lộ ra thì mình thấy nó sẽ tương đối đẹp và tương đối là cao cấp. Và với cái sản phẩm này thì nó sẽ còn được trang bị rất nhiều thứ về phần cấu hình. Đây là chiếc điện thoại 5G, chính vậy về phần cấu hình của nó là một cái điểm cộng. Khi chiếc máy này thì nó sẽ được trang bị cho mình con chip là 765G và nó sẽ được trang bị cho mình bộ nhớ RAM lên đến là 8GB và bộ nhớ ROM lên đến là 128GB nhá. Đây là một cấu hình mình phải nói rằng là tương đối khỏe trong cái phân khúc giá dưới 10 triệu đồng. Gần như là với những sản phẩm điện thoại chính hãng ở Việt Nam thì chưa có sản phẩm nào được tích hợp con chip là 765 cả các bạn ạ. Chính vậy với sản phẩm Vsmart Iris là một trong những cái smartphone có một cấu hình cực kỳ tốt trong phân khúc giá dưới 10 triệu hàng chính hãng nhá. Và với con chip 765 này thì mình đã làm rất nhiều video trải nghiệm game rồi. Thì bạn có thể xem lại để biết được thông tin về cái cấu hình cũng như là cái mức setting và cái độ mượt của nó khi chơi game sẽ như thế nào. Nhìn chung thì mình đánh giá 765 là một con chip cực kỳ ngon. Và với sản phẩm Vsmart Iris này khi được trang bị con chip là 765 thì nó sẽ hỗ trợ công nghệ 5G với cái tần số là sub 6GHz. Và trong một số cái video test trên cái sản phẩm Vsmart Iris thì cái tốc độ tối đa của nó thu được lên đến là 564 Mbps/s các bạn ạ. Đây là một tốc độ mạng cực kỳ là nhanh, thì bạn có thể xem một số hình ảnh trên màn hình để biết thêm về cái tốc độ mạng 5G trên cái sản phẩm Vsmart Iris này nó sẽ như thế nào nhá.
Và nói về phần mềm của sản phẩm Vsmart Iris thì nó sẽ được trang bị cho mình cái hệ điều hành là VOS 3.0 như các bạn, được tùy biến trên nền Android 10. Thì đây cũng là một trong những phiên bản rất là mới. Và nói về thời lượng pin thì với sản phẩm Vsmart Iris thì nó sẽ được trang bị cho mình viên pin là 4000 mAh, đi kèm với công nghệ sạc nhanh có thể là 27W. Thì mình thấy đây là một chiếc máy có dung lượng pin khá ổn áp, và nếu bạn dùng một ngày thì cũng rất là ok. Đó là những thông tin cơ bản về cái sản phẩm Vsmart Iris này đã được lộ diện. Còn một cái thông tin mình thấy rằng là cũng rất là bất ngờ nữa, đó chính là đây chính là chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị chip bảo mật lượng tử các bạn ạ. Bảo mật lượng tử tức nghĩa nó sẽ bảo mật bằng phần cứng thay vì phần mềm như một số thương hiệu khác. Và với con chip bảo mật lượng tử này, theo mình tìm hiểu thì nó sẽ giúp cho khả năng bảo mật của thiết bị nó gần như là chiếc điện thoại có khả năng bảo mật nhất thế giới luôn. Tại vì với con chip lượng tử này thì nếu như chúng ta đánh mất điện thoại này, hoặc là trong điện thoại chúng ta có những dữ liệu quan trọng, nếu như kẻ cắp muốn làm gì đó thì chắc chắn nó sẽ bị mất đi, thì các bạn sẽ không sợ bị mất dữ liệu, lộ ảnh này, lộ clip sau khi mất điện thoại. Đó là một cái điểm mà mình thấy rằng là với sản phẩm Vsmart Iris này, đây là một cái điểm mà thực sự rất ấn tượng về cái phần bảo mật của em nó. Còn chi tiết ra sao thì chúng ta vẫn phải đợi lên tay thì mới có thể đánh giá được nhá. Rồi, như vậy trong video này thì mình đã cùng các bạn thông tin về cái sản phẩm Vsmart Iris 5G. Thì cá nhân mình thấy rằng là đây là một trong những cái cú hit cho nền công nghiệp điện thoại tại Việt Nam, khi Việt Nam chúng ta đã có thể làm được những cái loại có hỗ trợ sóng 5G, và với rất nhiều thứ hay ho như về phần bảo mật cũng như là những cái tính năng đang có trên cái sản phẩm Vsmart Iris này. Còn về mức giá bán dự kiến thì mình nghĩ rằng là với sản phẩm Vsmart Iris, cả màn hình này, cấu hình tốt này, bảo mật ngon này, thì mức giá của nó chắc chắn sẽ ở cái mức tầm trung chứ không thể nào mà giá rẻ được các bạn ạ. Và mức giá dự kiến của nó thì mình nghĩ rằng nó sẽ rơi vào tầm là 7.990.000 đồng cho đến là 8.990.000 đồng. Thì đây là cái mức giá dự đoán của mình nhá. Có thể trong tương lai Vsmart có thể định giá nó ở cái mức cao hơn, 9.990 chẳng hạn. Tuy nhiên thì mình thấy cái mức 7.990 hoặc cái mức 8.990 là cái mức hợp lý nhất. Nhưng mà các bạn đã biết rồi, Vsmart thì có rất nhiều chương trình khuyến mãi, từ cái sản phẩm Vsmart Lite ra mắt với mức giá là 6.9 thì sau chỉ vài tháng thì đã giảm xuống mức giá còn hơn 3 triệu. Thì mình thấy là với sản phẩm Vsmart Iris này, trong tương lai mức giá của nó tầm 8-9 triệu hay là hơn thế thì của nó sẽ được giảm giá để kích cầu nhu cầu sử dụng của chúng ta. Chứ vậy thì các bạn hãy chờ đợi trong tương lai để có được cái mức giá tốt hơn cho cái sản phẩm Vsmart Iris này nhá. Vậy thì các bạn nghĩ gì về cái sản phẩm Vsmart Iris này, và liệu có phân khúc giá tầm 7-8 triệu các bạn có chọn cái sổ này không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến dưới phần bình luận của video này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video sau. Bye bye.